Dù biết tới bao nhiêu rồi ta? Kiếm Rùa, nào rùa có chắc ta? là tám mấy hay chín mấy đấy. Tụt rồi, không thấy chết nữa. À thế thì Bảy thua rồi. chín. Chín Đấy, chín 79 chín cái gần đấy. Bảy chín hả? Đâu có Hôm đâu, không có, em là em đâu có đâu. Hôm Ôi, hình như bị tụt top rồi. Ờ, thua rồi. Nói chung là bây giờ anh mà cờ bia 40, 45 mắc 1, 4 cầm ở đấy, anh nắm chắc top 100 luôn. Không ngờ Bị cả gì. thua mà À em mới được có 33 à anh. 33 à. biệt thự của anh Nhi gần như là mắc điểm luôn, chỉ có 4K3 thì à 4K1 thì anh được Biệt thự của 40. một số tập bị đấy, tôi bị mất chi kia, cay vãi cày lai. Biệt thự của em điểm thì mới được có 33k anh. Em ơi. Thiếu 40 á. Còn khu vực không nhất định thì 40 lần. Anh nên tạo tem đi cho đi game anh. Có tem đâu đấy, Ba có đi tem. 41, đi 41 thì cũng đơn giản, nhưng mà 45 đi Từ 4 người còn đi được. từ sáng tới giờ toàn đi 45 anh à, đi Ba thì đi 45 rồi quý chứ. thì đấy bởi Thôi thôi vậy thôi 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 thôi. Cái định có cũ mẹ rồi. trang rồi đấy, có trang rồi đấy. có tên chưa? Mời mời lại mời lại, giúp mình một trận lên lên 31 nào. Ai được lên 3v31 đâu mà biết. Du này chắc phải lên 32 rồi gì. Đúng rồi, vô 32 chắc họ cày Ồ, lắm em mới 31 rồi anh ơi. chưa lên 32. Đấy là mình gặp cái vấn đề gọi là gây đau đầu cho các game thủ hiện nay. Em chơi, em cày trước anh, em cày liên tục mà em vẫn lên thôi anh. Nói chứ em 32 nửa cây rồi. Adu, trời ơi, anh lên 32 đâu mà biết dữ quá. Hơn nửa Anh cây 32 rồi. đâu mà biết. Còn Đúng mấy chục nữa rồi. là lên 33. Adu, thôi Điện thôi 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 tử thôi, bắt Adu, vào. Adu đừng nói nữa. Thấy Em ngay mà chơi ngu thì chưa? chiều giờ chắc lên 33 chứ, nhưng mà chiều giờ ấy. Wow. Mà cố gắng bớt thì ngu đi vừa. Oh shit, there we go. Nó có mày kìa. Được, mày chơi tao luôn. Chơi tao luôn đi. Chơi tăng cái gì ấy, tăng tích ngũ sắc cả đoàn à. Cậu muốn gì chơi tăng tích ngũ sắc thật. Chơi tự sát bằng loạt đây. Vậy là thành công. Nhưng mà không biết là sẽ bao nhiêu đây. 3920. Ui không được đấy, được cái level 5. Ok, good. Sao lại có gì lên được một tí. Sao mở ra cái củ khốt gì đây. Ồ, đá cường hóa. Đi. Chấp nhận. Quất. À đây. So, hi, I'm Philippines. For anyone who wants to see this, I'm gonna show you this square. Too late. Ok, chúng ta vào trận thứ hai. Vẫn tiếp tục là khu luyện 2.
Thank you.